Chê cước phí thấp, người tài xế gấp kha lạnh lùng bỏ người phụ nữ và ba đứa trẻ giữa đường khi trời đang mưa. Vào tối ngày 17 tháng 8, trời Sài Gòn mưa dầm về, chị LTTH cùng con gái và hai người cháu, cả ba đều dưới 9 tuổi, đặt xe từ Trung tâm Thể dục Thể thao quận nhất thành phố Hồ Chí Minh ở số 1 Huyền Trân Công Chúa về nhà ở quận 4. Theo lời chị kể, tài xế tên V lịch sự gọi điện thoại trước khi đến và chị có mặt ngay trước cổng để lên xe chứ không để tài xế đợi. Nhưng ngay khi xe lăn bánh, tài xế mở ứng dụng lên rồi thở dài, trời mưa mà ráp tính 40.000 cho 5 km. Lúc đó tôi cũng thấy ngại và không nói gì. Và từ lúc đó, người tài xế ngay lập tức tỏ thái độ khó chịu với lũ trẻ ngồi phía sau. Ngay khi qua khỏi ngã tư thuộc Khoa Huân và Lý Tự Trọng, người này chỉ buông một câu: "Chị xuống xe đi, em không thể đi quốc này." Chị H cho biết chị không phản ứng gì, chỉ yêu cầu anh tấp sát vào lề cho ba đứa trẻ xuống xe dễ dàng và an toàn vì trời đang mưa trơn. Sau khi chia sẻ câu chuyện thì nhiều người tỏ ra bức xúc với người tài xế này chỉ vì 40.000 đồng mà đành lòng bỏ mặc khách trong khi trời đang mưa. Chuyện cuộc sống thì có người này người kia, không vì chuyện nhỏ mà đánh giá thấp chất lượng của một tổ chức. Câu chuyện bị bỏ giữa đường giữa trời mưa của chị H có thể đã xảy ra đâu đó, nhưng chúng ta ai cũng cần lên tiếng để nhắc nhở bản thân, nhắc nhở người xung quanh và cả người dân có thể chỉ gặp một lần trong đời.